Xin kính chào các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lên một video các bác nhé, gồm có mặt hàng đang nụ này, đang hoa để gửi đến các bác nhé. Rất là mong các bác theo dõi hết video để ủng hộ nhà em. Giờ đầu tiên em lên với các bác đây là một giờ giáng hương tam bảo sắc thôi nhé. Giáng hương tam bảo sắc giờ này có một cây thôi, một cây, nhưng mà cây này nó đang đẻ con các bác nhé, đang đẻ con này. Đấy, một cây này nó giữ được lá từ gốc đến ngọn luôn nhá. Có 2 này, 4, 6, 8, 10. Đang ra cặp lá thứ 11 rồi các bác nhá. Đấy, một cây, một mẹ và đang có một con các bác nhá. 10 cặp lá. Đây là hình dáng hương tam bảo sắc hình số 13 450.000 các bác nhá. Hình số 13 450.000 đồng các bác nhá. Rất là đẹp này. Bản lá thì lá ngắn, lá dày các bác nhá, rất là đẹp luôn. Hình số 13 450.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo em lên các bác, đây là thanh đàm sữa các bác nhá. Thanh đàm sữa này đang chuẩn bị để ra hoa các bác nhá. Tất cả là đang chuẩn bị ra hoa hết rồi. Những cái vườn này là những cái vòi này là nó sẽ ra hoa các bác nhá. Thanh đàm sữa này hình số 16 các bác nhá, 150.000 đồng. 150.000 đồng. Giờ này có 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 này, 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 cái vòi để ra hoa các bác nhá. 17 cái mầm này để ra hoa này, nó ra hoa từ những cái mầm này các bác nhá. Chuẩn bị ra hoa hết rồi, hình 16 150.000 đồng các bác nhá. Hình 16 150.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là thanh đạm sữa các bác nhá. Hình số 19 cũng 150.000 đồng. Hình số 19 cũng 150.000 đồng. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, toàn bộ hàng là hàng của người dân thuần các bác nhá. Rất là đẹp này. Đó. Hình 19 150.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là thanh đạm sữa các bác nhá. Hình số 18 này cũng 150.000 đồng. Hình số 18 này cũng 150.000 các bác nhá. Rất là đẹp. Rất là nhiều vòi các bác nhá. Rất là nhiều vòi ra hoa đấy. Hình 18 150.000 đồng. Tiếp theo đây là hình số 17 các bác nhá, cũng 150.000 đồng. Đấy. Rất là nhiều vòi hoa luôn các bác nhá. Mà cái hoa này thì nó rất là thơm các bạn. Hoa của nó màu trắng sữa, rất là thơm các bác nhá. Hoa rất là thơm. Đã chuẩn bị ra hoa hết rồi. Về mà các bác để một trưng một cái bàn này ở chỗ bàn uống nước ấy ạ. Rất là thơm nhá các bác nhá. Hình số 17 150.000 đồng. Tiếp theo đây là bạch nhạn các bác nhá. Tiếp theo đây là lan bạch nhạn này. Đấy, tất cả cũng đang vòi hoa hết rồi các bác nhá. Các bác sưu tầm về để ngắm hoa này. Hình số 15 này là 300.000 các bác nhá. Hình số 15 này 300.000, đang có 3 vòi hoa. Rất là đẹp nhá. Đấy, 3 vòi hoa rất là đẹp. Hình số 15 này 300.000 đồng. Tiếp theo đây là hình số 14 các bác nhá. Hình số 14 này là 350.000 đồng, đang có 6 vòi hoa các bác nhá. Đang có 6 vòi hoa này. Đấy, vòi hoa này. Về các bác ngắm hoa luôn nhá. Các bác nhận được hàng là vài hôm nữa là được ngắm hoa. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã phi điệp vàng các bác nhá. Mã phi điệp vàng này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Phi điệp vàng cái giò này rất là đẹp luôn. Rất là nhiều mầm tơ này các bác này. Những cái mầm này đến tầm khoảng tháng 7 tháng 8 là sẽ cho hoa các bác nhá. Đến tầm khoảng tháng 7 tháng 8 là sẽ cho hoa. Đấy, một cái giò này rất là đẹp như thế này các bác nhá. Một giò này rất đẹp như thế này ạ. Hình số 23 400.000 đồng các bác nhá. Phi điệp vàng hình số 23 400.000 đồng. Rất là đẹp luôn các bác nhá, giò này. Giò này mà ra hoa thì mỹ mãn luôn các bác nhá, rất là đẹp. Tiếp theo vẫn là phi điệp vàng. Cái này là hình số 22 200.000 các bác nhá. Hình số 22 200.000, có 1 này, 2 này, 3 4 5 6. 6 thân các bác nhá, 7 thân. 7 thân. Hình số 22 200.000 đồng các bác nhá, 200.000 đồng. Thân thì rất là mập này các bác nhá. Đấy, thân rất là mập luôn nhá. Tiếp theo đây vẫn là phi điệp vàng các bác nhá. Vẫn là phi điệp vàng này, cái giò này nhỏ hơn này. Đây này các bác này. Đấy, người dân thuần cứ đắp phân trâu khô lên này. Nó rất là khỏe luôn các bác nhá. Có 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mầm các bác nhá. Giò này có 14 mầm này. Hình số 21 180.000 các bác nhá. Hình số 21 180.000 đồng. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Tiếp theo đây là hình số 20 150.000 các bác nhá. Hình số 20 150.000. Giò này có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Có cái thân này gập rồi các bác nhá. Cái thân này gập sẵn rồi em không đếm nhá.
có 11 thân này. Hình số 20 150.000 đồng. Hình số 20 150.000 có nhé. Rau rừng ở chưa ấy? Rau rừng cân bao nhiêu? Tiếp theo là hình số 25 250.000 đồng. Hình số 25 250.000 các bác nhé. À em xin lỗi các bác, đây là hoàng nhạn các bác nhá. Hoàng nhạn. À hồng nhạn ạ. Hình số 25 250.000 đồng các bác nhá. Đấy, đây em giới thiệu với mặt hoa hồng nhạn cho các bác xem này. Đây ạ, mặt hoa hồng nhạn đây các bác nha. Cánh của nó phớt hồng rất là đẹp này các bác này. Đó. À, hồng nhạn này, cái giò này thì có một vòi này đang nở hoa rồi các bác nhá, bắt đầu nở hoa rồi. Vẫn còn hai vòi nữa đây các bác nhá. Hình số 24 này là 250.000 đồng, hình số 24 250.000 đồng các bác nhá. Đây là mặt hoa của hồng nhạn này. Tiếp theo đây là hồng nhạn hình số 25 cũng 250.000 các bác nhá. Giò này thì có 4 vòi hoa này. Có cái chỗ này nó mấy cái vòi này nó đang bị hỏng các bác nhá. Hình số 25 250.000 đồng. Đấy, rất là đẹp, 4 vòi hoa nhá các bác nhá. 4 vòi hoa rất là đẹp. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã hoàng thảo kèn này. Hoàng thảo kèn hình số 26 này 200.000 các bác nhá. Hình số 26 200.000 đang có hai mầm rất là đẹp này. Đấy, hai mầm rất là đẹp luôn nhá. Cái này thuần thì rất là lâu rồi, các bác yên tâm về chỉ việc treo lên tưới nước thôi. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo kèn hình số 27 này cũng 200.000 các bác nhá. Hoàng thảo kèn hình số 27 200.000. Cái dòng 150.000 em còn rồi. Tiếp theo đây là chuỗi ngọc các bác nhá, chuỗi ngọc, lan chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc. Hình số 30 180.000 đồng các bác nhá. Cái giò này em chỉ có một giò thôi. Đấy, bác nào nhanh tay thì được các bác nhá. Hình số 30 180.000 đồng các bác nhá. Hình số 30 180.000 đồng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, rất là nhiều mầm tơ. Tiếp theo đây là đùi gà dệt các bác nhá. Em có một giò đùi gà dệt luôn này cho các bác nào sưu tầm nhá. Đấy, các bác sưu tầm thời điểm này thì cái đùi gà dệt này nó sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết các bác nhá. Các bác sưu tầm về chăm sóc để đến Tết ngắm hoa này. Hình số 29 này 330.000 đồng các bác nhá, 330.000 đồng. Một giò rất là to như thế này ạ. Đấy, thuần vào chậu nhựa trong cho dớn vụn các bác nhá, cho dớn vụn. Hình số 29 330.000 đồng. Hoàng thảo đùi gà dệt các bác nhá, hoàng thảo đùi gà dệt. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác một số giò cáo các bác nhá. Dáng hương đuôi cáo này, dáng hương đuôi cáo hay còn gọi là cáo tím các bác nhá. Đấy, cáo tím đấy, rất là đẹp nhá. Cây thì toàn cây lá xếp lá ngắn thôi, bản lá dày các bác nhá, bản lá rất là dày luôn. Cáo tím này hình số 10 400.000 đồng các bác nhá, 400.000 đồng ba cây này. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái này thì nó hoa của nó nở hết rồi, nó đang tàn rồi các bác nhá, các bác sưu tầm về chăm sóc thôi. Hình số 10 này 400.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là đuôi cáo các bác nhá. Giò này thì có 4 vòi bông nhưng cũng nở hết rồi này. Hình số 11 này 500.000 các bác nhá. Hình số 11 này 500.000. Đây này các bác này. Đấy, cây toàn cây lá xếp lá ngắn thôi, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, bản lá thì rất là dày luôn các bác. Hình số 11 500.000 đồng. Tiếp theo em có một cây cáo phân nhánh các bác nhá. Cây cáo phân nhánh này các bác nhìn hoa của nó chất lượng không ạ? Đấy, bắt đầu chúng chín nở thôi, hoa rất là tím các bác nhá, tím lịm luôn. Tím lịm luôn các bác nhá. Đây này, cái vòi hoa phân nhánh của nó đây các bác này. Đấy, đang phân một nhánh rồi các bác nhá. Giò cáo phân nhánh này là hình số 12 600.000 các bác nhá, một cây cáo phân nhánh và một cây cáo tím bình thường đây các bác nhá. Hoa của nó đây ạ. Đấy. Hình số 12 này 600.000 đồng. Cáo phân nhánh các bác nhá. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác một số mã hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc này các bác này. Đấy, mùa này bắt đầu là mùa của hoàng thảo tam bảo sắc rồi, nụ đây các bác nhá. Đấy, mini mít nụ. Cái này mà về các bác sưu tầm một cái giò này về thì đến cái lúc nó nở hoa thì rất là rực rỡ luôn các bác nhá. Hình số 9 các bác nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc hình số 9 này. 400.000 đồng, 300. Cái này là 300 hay 400? 300.000 đồng các bác nhá.
Vàng thảo tam bảo sắc 300.000 đồng. Rất là đẹp các bác nhá. Giò này rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, các bác nhìn rõ nụ của nó không ạ? Mi mít nụ luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Hình số 9 này 300.000 đồng các bác nhá. 300.000 đồng, thân hoa của nó rất là dài luôn. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá. Giò này này các bác này. Đấy, các bác nhìn thế này. Đấy, toàn nụ là nụ luôn các bác nhá. Đây này các bác này. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Toàn nụ là nụ luôn. Giò này em đếm em đếm là được 15 cái thân hoa, 15 16 thân hoa. Hình số 7 này 400.000 đồng các bác nhá. Hình số 7 này 400.000 đồng. Hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Cái này là hai giò người ta ghép vào nhau nhá, nó rất là cái này là nó bám chắc vào nhau rồi không rời ra được các bác nhá. Hình số 7 này là 400.000 đồng các bác nhá. Hai giò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá, vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc này. Đấy, tất cả là đang nụ rồi, về các bác sưu tầm về đến cái bác là được ngắm hoa luôn các bác nhá. Hình số 8 này là 350.000 các bác nhá. 350.000. Này mầm tơ này các bác ơi. Đấy, mầm tơ nhá, những cái mầm này là sang năm nó sẽ cho hoa. Còn thân hoa của năm nay đây ạ. Đấy các bác nhá, thân hoa này mi mít nụ luôn nhá. Rất là nhiều nụ luôn. Hình số 8 350.000 đồng các bác nhá. Hình số 8 350.000 đồng. Vàng thảo tam bảo sắc. Tam bảo sắc các bác nhá. Vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc này. Rất là nhiều nụ đây các bác này. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Rất là nhiều nụ luôn các bác nhá. Hình số 4 các bác nhá. Hình số 4 này là 400.000 đồng. Hình số 4 là 400.000 đồng. Rất là nhiều mầm tơ đây các bác nhá. Thân hoa thì mi mít luôn. Thân hoa thì mi mít nụ. Hình số 4 này 400.000 đồng. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc hình số 3. 350.000 các bác nhá. Ôi dồi ôi, cái giò này nụ các bác này. Nụ này. Các bác nhìn thấy thích không ạ? Đấy. Các bác nhá, về các bác đến tay các bác là nở hoa luôn các bác nhá. Là các bác được ngắm hoa luôn này. Rất là nhiều nụ luôn nhá. Đấy, mi mít là nụ. Hình số 3 này là 350.000 đồng các bác nhá. Mầm tơ này. Đấy, mầm tơ thì tua tủa luôn. 350.000 hình số 3. 350.000 đồng hình số 3 các bác nhá. Tiếp theo đây là hình số 6. Hình số 6 vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc. 400.000 đồng các bác nhá, 400.000 đồng. Rất là nhiều. Rất là nhiều thân các bác nhá. Rất là nhiều thân, đây nụ đây ạ. Nụ đây các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Rất là nhiều nụ luôn các bác này. Đó, rất là đẹp nhá. Hình số 6 400.000 đồng các bác nhá. Cái này mà hôm sau nó nở nở hoa ấy, nó thành một cái rèm hoa rất là đẹp luôn các bác nhá. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá. Giò này thì vừa nhiều thân mầm tơ này, vừa nhiều thân hoa này các bác này. Đấy, vừa nhiều mầm tơ, vừa nhiều thân hoa nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn, cái giò này rất là đẹp luôn các bác nhá. Hình số 5 này là 400.000 đồng các bác nhá. Hình số 5 này 400.000 đồng mầm tơ này các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Không chê vào đâu được, cái giò này rất là đẹp luôn. Hình số 5 này 400.000 đồng các bác nhá. 400.000 đồng. Vàng thảo tam bảo sắc. Tiếp theo em có một giò kiều khủng các bác nhá. Giò kiều tím miền Trung khủng này. Đấy. Rất là nhiều vòi hoa nhá. Em đếm cả vòi hoa cả vòi nụ là được 20 vòi hoa các bác nhá. 20 vòi hoa đấy ạ. Đấy, nó nở ra thì rất là rực rỡ luôn các bác nhá. Có một bông này đang bắt đầu trúng chín nở rồi. Còn lại thì cả nụ to, nụ bé các bác nhá, rất là nhiều luôn này. Kiều tím này là hình số 32 các bác nhá. Hình số 32 3.500.000 đồng. Hình số 32 3.500.000 đồng. Được thuần trên gỗ lũa các bác nhá. Đấy, thuần thì rất là lâu năm rồi các bác này. Rất là đẹp nhá. Đấy, một giò khá là to, khá là nặng luôn các bác nhá. Về các bác treo thì trưng bày thì rất là đẹp. Hình số 32 này là 3.500.000 các bác nhá. 3.500.000. Đây vẫn là kiểu tím các bác nhá, vẫn là kiểu tím, nhưng giò này thì em không thấy có nụ này. Đây là hình số 2 các bác nhá, hình số 2 300.000 đồng. Đấy, rất là nhiều thân này, rất là nhiều thân lá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Hình số 2 300.000 đồng kiểu tím này.
Tiếp theo em có một giò quế trắng tháng 8 các bác nhá. Giò quế trắng tháng 8 đây ạ. Rất là to nhá. Nó cao khoảng tầm 70 cm các bác nhá. Cao khoảng tầm 70 cm. Đấy, đến tháng 8 này là sẽ các bác sẽ được ngắm hoa nhá. Hình số 1 này 1.300.000 đồng. Quế trắng tháng 8 các bác nhá. Cái giò này là quế trắng tháng 8 đấy ạ. Thuần rất là lâu rồi các bác này. Dễ nó bám mi mít vào đây rồi các bác nhá. Rất là đẹp đấy. Hình số 1 này 1.300.000 đồng các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Cuối cùng nhá, cuối cùng ấy em giới thiệu đến các bác một giò thập hoa nhá. Một giò thập hoa khủng này các bác này. Đấy, rất là to nhá. Cái giò này là giò dề nguyên bản các bác nhá. Nguyên một dề nguyên bản thập hoa nhá các bác nhá. Hình số 31. Đây là thập hoa hình số 31, 1 triệu đồng các bác nhá, 1 triệu đồng. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Một giò rất là to, rất là đẹp như thế này các bác nhá. Vâng, vậy hôm nay em lên một số mặt hàng vậy. Rất là mong các bác ủng hộ nhà em nhá. Em xin kết thúc video tại đây nhá. Em chào các bác ạ.